các bạn còn không xa lạ gì với Modbug Headset, là một Modbug rất là nổi tiếng của kênh mình, mà tụi mình đã làm rất nhiều series về cái Modbug này. Và ngày hôm nay mình sẽ chinh phục Headset V11, xem là cái Headset V11 này nó có cái gì nhé. Ok, và chúng ta bắt đầu với mỗi nào. Ngày đầu tiên thì mình bắt đầu đi loot mấy cái view room ở trong mấy cái công trình spam. Bởi vì Headset thì nó khá là nhiều công trình spam luôn. Lúc này thì mình gặp một bông hoa Headset đầu tiên. Ê, em gặp bông hoa Headset đầu tiên à? Ừ. Mình lại được một bông hoa Headset đầu tiên. Và có một vài cái con gì đó nó dèm vào đất ngang mình. Và cái bản mod này nó sẽ fix những cái lỗi mà kiểu như mấy con này nó bị tàng hình, cái nó quýnh mình đó, nó thường thường là nó sẽ bị tàng hình. Còn bây giờ thì không, mình bắt đầu đi gom một ít cái cục này để mình bắt đầu đi sinh tồn. Ở ngoài kia đang bật nhạc lên hơi ồn các bạn thông cảm. Mình bắt đầu vào cái nhà thờ ren để mình loot đồ và mình lấy được một cái đe cũng khá là ngon đấy. Mình cũng lượm thêm một ít cây nỏ và thằng đen nó đã lượm một bông hoa Headset. Sau đó mình bắt đầu chặt cái cây. Mình bắt đầu chế tạo ra bàn crafting table. Sau đó mình chế tạo ra một vài cây que. Mình bắt đầu mai cái em, mình bắt đầu đào cái này ra để mình bắt đầu chế tạo đồ cần thiết cho mình. Sau đó thì mình bắt đầu đặt cái bài có tên ra và mình bắt đầu chế tạo một ít đồ cần thiết. Mình chế cái cúp để mình đào cái đe. Ừ. Cái gì? Mình mang mấy cái này ra và thì ra đây là một cái nhà thợ rèn và trong đây có nung ít sắt của tính. Mình bắt đầu rời khỏi cái mình bắt đầu chế tạo ra một cây rìu để chống lại cái bọn quái vật cũng như là chặt một ít cây. Mình bị một con quái vật nhìn mặt y chang nước gamer tóc cam. Mình gặp một con chocobo và thử thuần phục nó nhưng mà không có chán là thuần phục được hết trơn á. À, thuần phục được á. À, anh thuần phục được nè. Cái con chocobo này thì mình có thể gắn yên lên, nhưng hiện tại mình không có yên. Ấu xịt, thùy cay vậy đó. Mình bắt đầu đi lướt cái tháp thời tower để mình gặp được cái yên và mình bắt cái con này về làm vật nuôi. Mình nhốt con chocobo này lại và mình bắt đầu đi đánh tháp. Chết, chồng mày đi. Chồng mày đi đâu nhá. Mình quyết định đi ra khỏi chỗ này. Mình đã tìm được con chocobo rồi, bây giờ mình chỉ cần cái yên. Mà thường thường cái yên nó sẽ xuất hiện và nó sợ bam ở trong cái khu này nè. Đây là một cái tháp thờ tower và bạn nào có chơi Headset từ phiên bản ít, từ phiên bản PC đó, phiên bản BE thì chắc chắn các bạn có thể biết xịt mob tower là gì. Và mình bị mấy cái con này nó tấn công này, đánh tụi nó đánh rất là đau. Thì mình bắt đầu nhào vào chiến đấu với tụi nó. Thật sự là cái tụi này đánh rất là đau luôn. Mà mình cũng phải ngủng tụi tẻo tụi nó luôn. Và mình còn gặp thêm một khoảng con này thì mình cũng dễ dàng việc gắt nó luôn. Mình cũng chế tạo ra đồ, chế que. Mình bắt đầu chế tạo ra một vài cái thứ cần thiết như là một cái khiên gỗ và một cây kiếm nào đó xịn xịn một chút. Mà mình chế ra một cây kiếm sắt và trong đây còn có một cây giang sport nữa. Đấy, cây giang sport thì đam nó sẽ to hơn nên mình quyết định chế một cây giang sport. Đây là một vài cây kiếm khổng lồ hết chết và mình còn khá là nhiều nguyên liệu để mình chế tạo ra nên mình quyết định đi chặt một ít cây để mình chế tạo ra cây răng sport khổng lồ. Ờ mà nó không khổng lồ thì cái gì khổng lồ nhỉ? Đó là răng rồi thì sẽ khổng lồ chứ. Oh shit. Mình bắt đầu đi lại đây để mình chặt cái cây. Và mình gặp một cái cục kim cương lên trên mặt đất. Sau đó thì mình chặt một ít gỗ nữa.
Tự nhiên mình không biết có vi miner luôn. Nhớ ship cái xong nó đào hết miếng cây luôn. Wow, khá là hấp dẫn. Rồi mình bắt đầu chế tạo ra đồ. Mình bắt đầu chế tạo ra quay hết xíu khổng lồ. Và quay hết xíu khổng lồ thì chế khá là khó. Mình còn tận quá trời cái này luôn. Và mình bắt đầu chế ra cây kiếm hết xíu khổng lồ. Nó tận 10 đam. Wow, xịn luôn. Mình bắt đầu gom cái bàn crafting table. Và mình bắt đầu đi đánh cái tháp để tìm được con chocobo. Mình cũng gặp theo được một ít lully. Mà một ít cái stone nữa. Gặp đâu không gặp lại gì gặp chúng. Con mắt của mình đào luôn cái đống lully nữa các bạn. Mình cũng bắt đầu đào một ít cái này. Mình bắt đầu đào mấy cái redstone này ra. Sau đó thì mình cũng đào than. Sau đó thì mình bắt đầu đi đám tháp thờ tower. Bởi vì mình đã đủ đồ. Và đầu tiên thì mình phải chạm trán cái con zombie. Và nó cực kỳ là trâu luôn á. Chứ hiểu tại sao một con zombie trong cái mod hết ship này nó rất là trâu và đam cũng rất là khủng. Trời ơi, mình chơi quá trời mod rồi mình chưa có mod. Sao con biết? Thế là mình với thằng HD đó, mình với thằng HD đã gặp đêm nhân máu đầu tiên. Thế là ác mộng luôn. Đây là một cái con mót và đây là một thanh niên khá là đẹp trai, mảnh trai đấy. Và đêm nay là đêm nhân máu. Ui, bút ngon rồi. Hèn chi mấy con bóp, mót cái trâu vẫy nồi luôn. Mình bắt đầu rời khỏi khu đó để không chạm trán vào đêm nhân máu. Mình bắt đầu đập mấy cái này ra để mình đi tiếp tục qua chỗ này. Đêm chăn máu nên là cái bọn này rất là trâu và hung tợn hơn bao giờ hết, nên mình phải cẩn thận chạm. Và mình bị mấy con này nó bắn chết một mạng nữa. Mình thấy mấy con này nè, mấy con này thì khá là mạnh luôn. Và mình gặp thêm thằng Stevia nè. Lù, mình bắt đầu lên đây. Hèn chi nãy giờ mình đánh mấy con kia. Ui, một con nhện đem chăn máu. Một con nhện đem chăn máu kìa. Khá là sợ cái con này. Bởi vì mình nhìn nó là mình thấy nó nguy hiểm rồi. Nhưng mà mình thấy trên người nó toàn vát kim cương thôi. Mình chắc là đồ ngon đấy. Mình mong mọi đồ ngon. Nhưng mà mình nghĩ là cũng chẳng ngon mấy đâu. Bởi vì mình cũng phải chạm trán nó một trận. Khóc liệt luôn. Ok, mình nghĩ là như thế. Và mình còn thấy cái con gì đó bay bay. Và thật sự thì nó là một con vét. Yeah, chả hiểu sao con vét nó lại xuất hiện ở đây. Mới bắt đầu đỡ khiên để chạm, để đánh lộn con này. Và nói thật các bạn luôn, nó con cái con vét á, nó khá là dai. Nhưng mà thôi kệ đi. Mình bắt đầu qua chỗ con nhện kim cương để mình lướt đồ. Giờ vào thì mình còn chưa kịp đánh nó nữa, nó đã xong vào. Và mình chỉ còn một vài tim mà thôi. Cứu! 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 Anh sắp chết rồi! Còn nửa tim, anh sau lưng cơ nè! Anh đang bên chỗ con nhện kim cương nè! Bên này nè! Đi! Cứu! Anh chỉnh lâu rồi đó. Ủa mà anh đi qua đó làm cái gì? Đánh lộn. Mình bắt đầu nhào vào đó mình đập đầu cái con nhện này. Cứu anh đang đỡ khiên. Ô nô. Cái gì? Gì? Nãy mình mới chết rồi sao thấy được? Gì? Ở đây nè. Mình bắt đầu bay lên chỗ con nhờ này để tiếp tục tỉa nó. Úi da, đâu á? Đúng rồi, đêm ác mộng có khác. Đúng là quả là khủng khiếp của mày. Đúng rồi, đêm ác mộng. Đêm chăn máu dù trong cái món bắp nào thì cũng nguy hiểm như nhau.
cái con này mà nó còn biết bơi nữa là các bạn hiểu cái độ nguy hiểm rồi. Tôi không cần giải thích nha. Mình bắt đầu lên chỗ này, mình gặp một ít than, mình cũng lút nốt luôn. Mình cố gắng đi mà không để nó phát hiện. Và mình gặp được một cái chùm kim cương bên kia kìa. Wow, thôi xịn luôn. Mình bắt đầu bay qua để mà lút kim cương. Có một con nhện nó cũng ở đây với mấy con kia. Mà thôi, lúc nãy thì mình nhìn lộn cái này ra kim cương. Rồi, hơi buồn đó. Cực kỳ buồn luôn. Chả hiểu sao mà tôi nhầm được. Hay lắm mà nhầm. Tự nhiên tôi bị một cái con nhện tấn công từ phía sau. Và tôi cũng bị một con chuột thủy nó ném mấy chai nước đá vào mặt. Đau thật sự. Quên, cố gắng lấp mấy cái giường đi. Giường sẽ cần thiết để mình đi ngủ. Chứ đêm đêm coi chừng đêm chăn máu với là thấy bà nội luôn. Đi lên Tây Thiên Thẩm Kinh luôn. Đấy. Có một vài con gì rất là kỳ lạ ở đây nè. Nhìn cũng vậy thật sự luôn. Mình cũng bắt đầu qua cái chỗ nó tháp nè, cái tháp của cái bọn villager để mà lướt đồ. Mình cũng tìm nốt được một cái làng ở gần đó. Ui làng con, làng. Ừ. Và nãy mình nhìn nhầm không thấy cái làng. Ui chết, trời ơi, anh nhìn gôn lộn là con zombie á. Ui, ở đằng đó con nhà không lo nha. Rồi sao? Vừa nói xong chết quéo luôn. Cứu quá. Mình vào căn nhà này để mình lú thức ăn. Khá là đói. Và có cái bọn Billizer nó ở đây nè. Ui dạ. Mình bị nó ném một chai thuốc sổ vô đít. Đó là hiểu. Nó ném nguyên cây xin. Anh không chết được. Để đi ra chút nhé. Mình bắt đầu rời khỏi chỗ con bọn quái vật này. Ok, anh chết bao rồi nè. Ghê quá. Ui, vết. No, tại sao con mày lại nhắc thế. Anh chết bao rồi, gương cứ teo mê đi. Mình cũng tìm thấy được một căn nhà và trong đó có khá là nhiều giường. Ui, đau quá. Ui rồi. Đau thật sự. Biết rồi xong. Đà. Đau thật sự lúc. Ui, chết. Rồi mình cũng bắt đầu vào nhà. Và mình đi lên. Và cái giường nó ở tầng trên anh em. Mình cũng bắt đầu lên giường nữa mình nằm ngủ. Cái bọn quái vật nó không để mình yên. Cái bọn quái vật nó có spam khắp nơi. Sao mà ngủ được. Trời đất ơi. Em có cung mà không có cấp. Đời quên tan luôn. Oh shit. Mình bắt đầu leo lên để mình chết boy ngay cái giường. Yes. Có monster. No. Tại sao mày lại đối xử với tao như thế hả bé? Tao đã làm gì mày? Tao chả làm gì mày. Mà mày lại làm như thế với tao thì mày quá là phũ phàng bé nè. Oh shit. Chả thấy con monster nào mà nó vẫn kêu là có monster ở đây. Đúng là hả không? Mình cũng bắt đầu gom cái rương. Về trời sáng bà rồi. Hey, cũng chơi qua một đêm cực kỳ là ác mộng đối với tụi mình. Hey. Đêm nay đúng là cái đêm kinh dị luôn. Đây. Thế là mình lướt được một cái cung free. Ở đằng kia thì có một căn nhà hoang. Hay vậy. Có cái giường nên là tụi mình cũng dễ dàng để ngủ hơn là lúc đầu bom bò, nhưng mà lại bị cái con vết này tấn công. Và thề luôn cái bọn này nó cực kỳ mạnh luôn nhé.
Vương vương lướt rồi, cục kim cương làm vậy? Hảo hóa. Ở xong không, bữa nay ít ở đây. Anh còn chưa lướt cái gì nữa. Mình lại bị mấy cái con này tấn công. Mệt quá luôn. Quyết, quyết. Rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong. Hết đêm mát nằm nên mấy con này hết trao rồi. Mình cũng dễ dàng. Bắt má. Monster. Ôi đâu. Mấy con này nó chọi nguyên chai thuốc sổ ở đầu anh luôn. Mình mượn các bạn đánh con này, các bạn không để dính thuốc sổ của nó được. Đây, 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 đây. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Lại là monster. Đúng rồi. Chết đi. Úi dồi. Trời, chết đi, chết đi, chết đi. Cái bọn quá giật này. Quá gì trẻ giật đi chứ tôi. Chỉ có nước được hấp xương thôi nhanh. Nhanh nhanh. Anh em đừng có đùa tôi nha anh em. Đùa tôi là hát xương nó sưởng. Anh dập được con bò nám nè. Không lúa tử gì hết trơn. Lúa được có mấy trăm cục kim cương à. Anh không nói à. Ui chết bà lỡ miệng. Đến giờ thì mình vẫn chưa đi mai được lần nào. Mình quyết định đi mai. Mình cũng gặp thêm một ông lão. Và ông này trao đổi đồ. Ngu vã luôn. Mình lúc nào tới chỗ này và mình gặp một con bò im bát. Lại bị monster nữa rồi. Mình lại bị monster đáng rồi các bạn. Thật là khủng khiếp mà. Cô nhớ mang theo cái giường nha. Không mà đi giao mà còn chết bò là không có đâu. Mình lại gặp cái gã, cái bọn phù thủy này. Nó cho mình mấy chai thuốc sổ rồi. Trời đất ơi. Thuốc thổ sổ thơm ngon lắm hay gì tụi bay mua nhiều dữ vậy. Trời đất ơi. Nhưng mà tụi nó cho anh uống sổ kích. No. Nãy ỉa mệt luôn. Ỉa đến nỗi mà đi đời luôn. Oh shit. À đúng rồi, nãy anh ỉa ra cái ruột cái chết queo luôn. À thôi không chỉ thề đâu anh em. Nói bậy là anh em đấu quay nó đúng không? Nhâm 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 cho kệ đi. Ôi giáp kim cương này. Giáp kim cương này. Sai hàng free được phải chưa anh em? Chuẩn này. Sao chúng mày không chấp tao, chúng mày đánh kìa. Chúng mày coi tao nhâm là một con chó à. No no no. Tao không phải một con chó nha anh em. Thôi giết tao đi. Tao sẽ hy sinh mày. Dạ. Để con đánh mấy con. Oh shit. Gun gun gun. Biết anh thấy gì không? Một cái con linh hồn mà nó đã chết. Oh shit man. Ẩu thịt. Cái gì? Tháp ở đâu mà đến? Tháp ở tên là Monster. Chobuco là gì? Nó bị nhốt đúng không? Con Chobuco của anh ấy. Con Chobuco của anh. Gì? Đúng rồi anh. Oh, có thằng Thơ nè. Giờ anh giết anh Thỏa nên anh chêm cái búa cái coi. Chị em xin cái búa đi anh ơi. Rồi, trời. Đánh liên hoàn cho anh khỏi bật lại luôn. Bật gì. Ui, rồi xong. Gỡ đi luôn. Oh no, anh Thỏ ơi, tại sao anh lại chơi như thế? Chúng ta không cùng đẳng cấp. Thấy không? Anh thấy kêu là chúng ta không cùng đẳng cấp. Dạ, anh phải nói là chúng ta không cùng đẳng cấp. Tao sẽ cho mày thấy thế nào là không cùng đẳng cấp. Thằng kia. Chết này.
Này, nhảy lên, bật đầu. Ui dạ, rồi xong. Một nhát, bể luôn cái quần. Rồi. Một nhát, bể luôn cái quần. Hảo hát. Một pha đi vào làm đất đúng từ vị trí của anh Thỏ. Thỏ nhà ta bữa nay nguy hiểm gì chờ. Đấy, rồi, anh Thỏ này. Tuổi tơ rồi, tuổi tơ. Tuổi tơ này, tuổi tơ, tuổi tơ. Cái thằng này nó bị đánh bật nên hơi khó. Mày ơi. Mày. Tưởng Thỏ rồi sợ, tưởng Thỏ. Tưởng Thỏ rồi sợ mày, tưởng Thỏ rồi sợ. Úi sợ. Úi. Tưởng Thỏ rồi sợ. Vô đây. Vô đây. Đánh nó liên hoàn luôn. Cho rồi xong. Lại đi nữa. Thôi, bỏ qua cái bọn này đi. Giờ mình sẽ lên cái tháp tower cái đi đánh nhá. Ui. Một pha đi vào số vàng, đến từ vị trí của The CGN. Hình như hơi mất thời gian cho cái bọn này đó nhỉ. Ok, không mất thời gian gì của bọn này. À. Cái bọn này làm cho mất lắm. Ôi, mấy farm, mấy farm. Ô, sao luôn cung à. Ô, thế nè. Tao không bắt đâu. Quê, 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 quê. Bắn cung, cái gì bắn cung. Tao không biết bắn đâu mà bắn. Thử đi nha. Nó làm gì căng. Rồi làm gì căng bạn. Làm gì căng. Căng. Oh shit. Chúng ta cần một thứ. No. No, tôi thật là chán nản. Tôi cần một thứ. Đó là đá nung. Đó, nên tôi sẽ cần phải nung. Để tôi. Nhưng không sao, tôi sẽ quyết định Elin. Cái gì đây? Cái gì đây? Wow, comment black không hề giả chân. Nhưng mà cách nào vậy nó để comment black làm gì ta? Tút tắt, tút. Ta đã nghi ngờ rồi. Em đi học hả? Bây giờ mình sẽ chặt cây em đi. FBI ơi, các ngươi làm gì ta? Ui. Đánh nó đi anh ơi. Nhầm, đánh nó đi anh Thỏ. Thỏ, con thỏ là siêu nhân. Thỏ là siêu nhân nhân nhân. Okay. Let's go. Ui. Không giúp người ta mà giúp người khác. Monster. Không phải là báo giết người. Oh shit. Một cục đất giết người. What the hell. Chúng ta không thể tin vào mắt chúng ta được. Đảo ma Canada. Nobita, Nobita. Ui, no. Tại sao mày lại làm thế với tao? Con đi. Chết đi, chết đi, chết đi. Ơ mà sao con Yumi trong đây châu đó à? Nó đã mạnh rồi mà nó còn châu nữa chứ. Nhưng anh rất đồ ngon. Sao rất là ngoan lại được. Trời ơi, có 11 đam à. Yếu xèo 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 à. Cực tiểu luôn. Ui là trời. Ui là trời ơi. Ôi. Đi chơi. Nét với em. Ok, let's go. Bơi lên cái chỗ bọn này. Đúng là lấy mấy cái yên của bọn này không hề đơn giản mà. Oh, tại sao? Why? Why, tại sao lại bắn tao như thế? Tao đã làm gì mày? No, tao đã làm gì mày? Dạ. Nó hơi chậm thôi chứ con thấy vừa. Đâu quá. Power 2, cái cú Power 2. Shit. Obi Kawaki. No, 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 no.
Rồi đây là xích. Rồi đây là xích. Giờ mình sẽ rời khỏi cái khu này để mà. Rồi bây giờ con sẽ đi lướt cái thứ tôi cần nha. Có một cái siêu. Ôi nhầm cái yên. Ồ mấy farm em bị chạy bằng cơm à. Đi đấy. Cái gì vậy? Tụt tắt. Mấy farm zombie nè, anh có mấy farm nè. Ôi, quá trời yên luôn. Dạ. Sai, bố mày giàu toa rồi. Chúng ta đã giàu. Chúng ta đã giàu rồi nè. Tắt có thể bán chocobo. Giờ mình sẽ cưỡi chocobo đi bán nhưng mà. Úi xời đây rồi, ngon quá. Lụm ba cái yên luôn. Quá xịn rồi. Thôi tạm biệt nha. Tôi hết kênh các bạn rồi. Ui, rồi xong, bị cô xịt cái bạn. Úi xời, sợ quá. Uống chị hát con tôi sợ. Ok. Sau đó thì mình gom được một ít cái yên để mình cưỡi chocobo. Yes, sure. Mình lấy yên thì chỉ để mục đích mình cưỡi chocobo thôi các bạn. Còn mình cũng gom một ít cái trái chocobo để mình khi nào mình cần tìm mấy con chocobo nữa. Mình lại bị mấy cái con này tấn công thể mệt nổi ra nha. Thôi không sao. Thôi ổn rồi nha. Ok. Tôi bắt đầu đi tìm con chocobo của tôi để tôi tìm nó. Đi ngủ nè girl. Anh có nè. Mình bắt đầu đi tới chỗ con chocobo để tìm nó. Nãy giờ đi nhói hơi nhanh nhanh. Nãy giờ quên tóm tắt cho anh em à. Thật tính nhay của tôi không bao giờ bỏ được mà. Mình cũng bắt đầu tới cái chỗ của cái con chocobo. Để mình gắn yên cho nó. Ơ à, anh chỉ cần phải có lòng biết chocobo quá à. À, cần phải có lòng biết chocobo. No, chocobo nó hiếm như thế. Chúng ta giết thì chúng ta là một tới đô. No. Ồ đúng rồi, còn cộng trong lông đít chocobo. Thôi cho mình giết đi. Tại lông đít chocobo hiếm lắm các bạn. Giết lên chocobo ra. Có cái lần nào không ạ? Quá 3 2 chám gì ta chocobo gạch lệ cái này tên gì ta Felino. Ôi rồi sao tại mày mà tao bay cái lồng đít con chocobo rồi đấy. Đang giết mà ba cái con nhện tào lao giết ba cầm giết lồng đít chocobo. Hãy chấm cho lồng đít chocobo tên gì ta. Chocobo đẹp. Ôi cái chocobo ép nữa nè. Có trứng chocobo nữa nè. À chắc tụi nó sẽ ra một quả trứng á. Giống như anh Cam nói vậy. Nó sẽ tét ra một quả trứng. Thật là két. À quên ta còn phải crop trứng khi bộ sao. Wow. Một cái yên lắm đấy chocobo. Bảo không ngờ nó lại hy sinh đồng đội của nó. Không ngờ nó lại hy sinh đồng đội của nó để nó có đồ.
Rồi xong. Chơi ngu. Tự nhiên lại gần chỗ Chocobo thích làm gì vội bị bay lên bầu trời nhẹ nhanh. Thích bay lên cùng bay lên nào. Ok. Mình sẽ bắt đầu cưới con Chocobo. Ui. Rồi xong. Ê ê con Chocobo. Rồi sao con Chocobo của anh nó bay lên cùng chặn cái chú củi luôn rồi. No, con Chocobo. Rồi xong. Con Chocobo nó bay lên cùng chặn cái chú củi luôn rồi. Rồi nó tan biến luôn rồi. Tạm biệt Chocobo. Mãi mãi. Trời ơi, thôi mày tới cung trăng chút củi luôn. Gì? Gì? Kệ luôn. Đó là hết xích xì cò thôi, mày đâu có cương. Rồi, xong, bay luôn cái yên lắm đứt cho cô bô rồi. Nhưng mà chúng ta cũng phải tìm. Cô làm chịu khó cần cù tìm bùi xin anh chỉ có làm thì mới lên cung trăng với chú củi. Nhưng mà thật là buồn thay cho anh, con Chocobo của anh nó đã rời xa anh và nó đi tới nhà chú củi nó thăm. Ôi thôi không Chocobo nữa, có cái cánh cổng hết xịt nè. Wow, vậy nó không có thứ gì để qua cánh cổng đó chứ. Oh shit. Thôi vậy. Ôi trời, mấy con này sao đánh tao. Tao đã làm gì chú mày chú à. Rồi, cái gì kỳ vậy. Làm giống kịch bản lắm nổi. Ở chết bà đang quay. Ở đây là một cái sự gì ta. Mà chắc là em né anh em không nghe gì hết đúng không. Ôi trời, 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 trời. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi. Mang này, đáng gì rác thế. Rác thế các bạn. Thôi, tôi đang phải ra khỏi cái khu này. Tôi nhiều công trình sơ băng quá. Ôi, hai cái con hệt này. Xin chi bụng cơ là anh đã chế tạo được 7 cái hexico luôn rồi. Có gì đâu. Buồn quê vãi. Sao số điện ngục. Người đang đi kim cương. Đưa số điện ngục. Fuck yo. Fuck me. Sao số điện ngục. Đợi bây giờ mình sẽ xét sợ bom boy ở đây. Rồi. Nè mấy ông cút đi cho 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 đi cho. Ui lại là một con chó săn nữa. Ghê quá vậy. Bạn quá giật không chứ. Ủa, gọi lên đây rồi hả? Gì kỳ vậy? Tút tắp, tút tắp. Thôi, tôi đi ra khỏi chỗ này đi. Ghê quá. Toàn là ma si đe không. Ma si đe. Hùng Kira. No, 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 anh hết rồi. Em chỉ lụm kim cương thôi. Em không làm gì đâu, em thề. No, tụi nó không biết leo núi vậy, sao nó đang leo thế luôn. Đột ta, tụt, đường tao về nhà trang coi. Vậy là nãy rồi bóc phép. Cái gì có nè. Cái nịt. Nguyễn mày thử luôn. Biệt thự trong nhà.
Cái gì? Wow, biệt thự như cứt vậy. Anh thấy rồi. Cái đâu biệt thự cứt á. Chắc mai mình đi tới Chara Forest luôn ha các bạn. Oh shit. Ủa, cái bọn zombie này. Đi ra. Sợ bom bôi. Rồi, toàn tụi bay rồi, thật sự tụi bay chết mày. Ôi sao con này nó nhấp dán cái bộ giáp gì trời. Hình như mấy con này đệ tử của con phù thủy gì vậy trời. Bia, đau quá. Ôi dạ. Bạn nhìn thấy tôi á, biết mấy bà rô đi. Bà rô thì cho xin la đi. Rồi xong. Rồi cái mũ nó tan nát luôn rồi. Đúng là thứ gì cũng phải ra đi hết. Thứ gì thì mà của anh thì nó cũng phải ra đi mà thôi. Giống như con chocobo vậy. Nhắc lại mà buồn. Chí. Đi ra. Tao không mua đâu. Rồi xong. Cho nên là tôi sẽ kéo da đen. Chắc nó phải có món đồ đó xịn chăng. Chắc là thế hoặc tôi tưởng tượng. Ô, hóa hẹt xịt. Yeah. Ui ui ui, chết, lỡ quăng qua hồng chứ. Qua hồng dễ thương. Thế mà mình lại quăng các bạn. Hoa hồng dễ thương như thế mà mình lại quăng. Mình đúng là một người tức bụng. Ok. Ôi, nguyên ngôi làng đó ta. Mình bắt đầu đi lên cái nhà này. Và căn nhà này rất là giống PC. Bạn nào có chơi hát xếp như PC thì các bạn có thể biết. Đây là một công trình trong cái mod bắt gì ta. Cái mod gì đó. Mình không nhớ tên nữa. Hình như là cái trúc gì đấy. Mình chẳng nhớ nữa. Nói chung là công trình này trên PC vậy. Bullshit. Công trình này trên PC thì rất là nhiều. Nên là bạn nào có chơi hết xếp PC thì các bạn có thể biết nhiều về mấy cái công trình spam. Và công trình spam, biết công trình spam trên PC rất là nhiều luôn. Nên bị y thì mình chắc chắn không bao giờ để giết kịp rồi. Khi nào giết kịp thì mình bái nó làm ông nội luôn. Bởi vì PC nó còn khá là nhiều mod các công trình. Và nếu các bạn thêm mấy cái mod công trình gì vô nữa thì Minecraft PC nó sẽ không bao giờ giết kịp. Các bạn tin không? Không tin thì kể các bạn. Tôi cũng không tin đâu. Ok. Nếu mà Minecraft PC mà các bạn thêm nhiều mod vô nữa thì nó sẽ phải gọi là rất nhiều. Nhiều bạn nào không biết rất nhiều cái gì nhỉ? Rất là nhiều công trình spam. Nên có thể là BEE thì nó sẽ không giết kịp ha. À, không phải là mình khoe đâu. Mình chỉ nói thế thôi. Chứ BC tuổi gì. Ok, bây giờ mình sẽ gọi một cái. Tại vì tu tắt. Mình sẽ bỏ nha. Này. Rồi bây giờ lên thôi. Nó đá đít gồn găng xa 2000 mét. Dạ. Dạ. Đồ thiệt chật. Hảo hén. Ui, no. Làm gì căng anh ạ? Làm gì căng? Có mấy con vết ẹt. Có mấy con mốt được. Vậy con nhà gì? Ủa con tới chỗ bọn dân làng kia chưa? Rồi xong, mất bà nó có làng rồi. Anh cũng quên chỗ bọn dân làng rồi. Hình như cái bản hát xít V11 này hình như nó ít kim cương hơn đúng không? Bản kia là anh gương quá trời kim cương luôn á. Bản này ít vừa cờ lờ. Nay có cái nhà này nha. Nhà gì?
Nhà gì? À, em biết cái nhà nó rô. Trời ơi, cái nhà này cái gì? Không có gì ở dưới đó đâu. Ờ, kể quên đây con nhà phế với trong hít xít á. Đi ra. Gần chưa chết bò sao mà gần ở đó được. Trời ơi, đỡ được. Hiện tại thì chúng tôi đã chơi tới trời tối rồi nè. Oh shit. Bây giờ mình sẽ vô nhà xem mà nó có gì không. Có một cái giường. Chả có giường sắt. Yeah, chúng ta đã có một ít bó rơm các bạn. Này mình sẽ có một đống rơm ở đây. Rơm 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 lụm lụm lụm. Có rơm lụm anh nha. Ui, có nhà thợ rèn luôn kìa. À, để ăn lúa cho ngon. Nhầm nhầm nhầm. Đi ghê. Ai đi quên nó làng này, cắm rút nhà thợ đèn của anh. Rút đèn cho quân bay thẳng xuống địa ngục. Ông thợ đèn ơi, hãy chờ con. Gôn mà qua là anh kêu gôn á. Cái ông thợ đèn gì không có thương. À đây nè. Ôi, quá chó xe đèn luôn. Má thiệt chứ. 11 cố xe đèn. Ừ, không phải. Mà chơi speedrun là còn gì bằng. Trời đất ơi. Rồi, sao nhà ông này còn có cái nắp nhà này vậy? Lạ quá vậy. Anh vô lên mày rớt cái gì đâu. Tha cho anh lần này đi. Chứ anh cũng giết ảnh này. Ok. Hello anh. Mình ăn gì anh? Ôi sợ ăn gì? Ôi, nó đã cho nó cắn ta. Ai cho mày cắn ta? Đau thế. Mày chết này. U là trời chứ. Nó sắt gì? Giờ nó cần có nhiều sắt đen chế tạo là cái gì? Wow. Anh ghét nó. Nên sẽ không giết nó. Mà tí anh giết sau. Rồi bây giờ mình sẽ xem coi lỗ. Ồ, có thể chế tạo ra kiếm obsidian nè. Nhớ đây này. Gì? Nhớ đây. Chính đàm. Phế. Có kiếm 11 đàm. Đúng phế luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo ra cái key nha các bạn. Chú khiên. Chú khiên. Chú hệ khiên. Khiên chú hệ. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo ra một cái key bằng. Yeah. Vũ khí chế. Ôi nhìn nè. Cầm tay trái luôn nè. Chảo đi qua. Gì cây quay hè anh thành bấy luôn. Nó không kiếm quá. Gì? Xem à. Tụt. Ôi, có bộ giáp lúa luôn nè. Hảo hán thiệt chứ. Có mấy bộ giáp thật là kỳ lạ. Mà từ chết nào hiểu được từ nhà. Anh có bộ giáp sinh vật không anh? Có. Sao? Có. Gì? Sau đó mình bắt đầu gom mấy cục sắt. Mày biết được
Xây cái gì xây có cái gì xây cái gì mà xây có một hơi chút gì chắc do đang xây thì hết tiền xây mẹ cái nóc nhà sống bằng cái nóc luôn không biết ông đó đang ở đâu chắc đang chăn dê chăn bò vậy. Ok bây giờ mình sẽ đi tìm mấy bông hoa đỏ rồi phải thôi tập này cũng cực kỳ là dài luôn toàn 45 phút vậy là dài đối với tôi rồi nhưng mà thôi đào miếng nữa thì mình phê này. Ok và nếu như các bạn thích tập 2 của series anh nhầm tập 1 chứ tập 1 của series một trong ngày trọng hết ship phần mấy ta đây là hình như phần 1 là tôi có làm mà ha anh em à, phần 1 thì là hết ship V10 bây giờ là hết ship V11 ok nó sẽ ăn xạo mà ok và ngày hôm nay tụi mình đã hoàn thành tập 1 của series 100 ngày trong Minecraft Hatchet V10 mấy ta? V10 mấy cơ? V11 rồi nha các bạn. Đó và bản Hatchet V11 này thì nó có khá là nhiều thứ hay ho và ít kim cương hơn. Nó thường thường là mình chơi Hatchet V10 ấy thì mình tìm được hơn 50 cục kim cương. Còn trong đây thì ai có thể nói rất là ít kim cương luôn đó. Ok và bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau mà mình là đi xe đấy, bye bye nhá.